Hả? Ôm sau đi. Chị bảo chị ôm em mà. Ừ đấy, nhanh lên, quay vào ôm nhanh lên. Thế anh phải cất cái kia đi chứ. Không, không. Đâu, đây là nhân chứng, vật chứng. Được rồi. Anh cất đi anh. Xong chưa? Cất đi, cất đi. Không. Anh đưa đi việc anh. Dạ. Thì là quay vào ôm đi. Đâu hát đâu. Chị đi đi. Kiếm áo ôm đi. Ôm đi. Đây, ôm đi. Em đang đây rồi. Chú ôm cho anh xem nào. Anh khỏe nhá. Anh đi về. Ơ nhà thế rồi à? Nhà thế à? Ôm Việt Anh hôn đi. Việt Anh ôm Yến phát này. Ôm Yến tạm biệt này. Ôm đi, tạm biệt đi. Chị ơi. Ôm nốt cả Việt đi à. Sao như ly biệt thế này. Không được. Không thể như này được. Nhớ tí tàu em lật ra. Chị phải nói lời ngọt ngào đi đi. Dạ ôm nốt sau đó. Trở về bình an em nhá. Đây ra ra ôm nốt sau đo là đủ bộ. Chị ôm đi. Chẳng em đứng cao này. Người đây rồi, ôm có say em rồi. Hạ lộ. Hạ lộ thì nằm im thôi. Em không ôm à? Bye bye. Mày giúp tao rồi cơm nhá. cái con nhà bác không về à? Em chị. Không tiền nhá. Không tiền đấy. Ở lại mất vui đấy. Mày chào hơi nhiều đấy anh ạ. Biến đấy. Anh chào tất cả mọi người. Mày ra cổng thang là mày quay vào mày chào lại lần nữa. Mày xuống kia mày chào. Mày chào lại. Chào nhé. À ơi, không muốn về luôn. Mày yên tâm tí kiểu gì mày lên đây. Xuống tí kiểu gì mày lên đây. Thôi đi về đây. Ờ đi về đây. Ờ đi đi. Không quên gì đâu. Anh ơi. Em phút người nhanh lên là em lỡ tàu đấy. Lượn thì nhanh. Em thề 5 phút nữa nó sẽ phải lên đây. Biết ngay rồi đi nó về lại. Làm thế nào để giảo bước như bây giờ nhỉ? Ai đó quyền quyền ra đạp cho nó phát. Rồi, cảm ơn. Chứ chỉ xin phép được hết lại đây. Anh em tí 5 phút nữa phải quay lại đây vì em không lấy xe, bỏ xe ra, nó không bao giờ lấy xe. Ở đây xe máy tao khóa cổ, khóa càng, tao chốt luôn cả khóa luôn mà. Em xin phép em về nhá. Em về thật thề. 3 phút nữa con chạy rồi. Bây giờ là còn 29 phút nữa. Nói sao nữa? Từ đây ra ngoài đến ga Hà Nội chỉ có 10 phút thôi. Ở đây 10 phút nữa. Đi đâu này còn bắt xe buýt nữa. Xe đẹp á? Xe mà em để xe đâu? 15 phút đấy, em ở xe dưới kia tôi chết mèo chưa khóa. Từ từ em xem một xe không nhé. Cái mắt nó phê quá.